Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một video clip để giới thiệu với anh em về những cặp sĩ quan dành cho tiêm kích hay được sử dụng nhất ở cấp độ CT4 trong số những cái chiến trường khốc liệt nhất ở Cairo. Ok. Ok, sĩ quan tiêm kích thì có rất nhiều. Điều này gây ra những cái sự bối rối rất lớn dành cho những cái người chơi mới khi mà chúng ta đang lựa chọn cặp sĩ quan tốt nhất để đầu tư dành cho các chiếc tiêm kích của mình. Có những người chơi cặp bài hai tiêm kích nhưng có những người chỉ chơi cặp một tiêm kích thôi. Và lựa chọn nào là sáng giá nhất? Vậy hãy cùng xem ở trên cấp độ CT4 thì họ chơi như thế nào nhé. Mình nhìn thấy một không quân Dai CG với 9.1. Đó, lắp. Chúng ta có thể lựa anh em, những anh em newbie có thể, hoặc là những anh em ở server mới, hoặc là mới chỉ đang tiệm cận với những đơn vị hiện đại và đang không biết phải lựa chọn sĩ quan nào cho tiêm kích chẳng hạn, thì anh em có thể xem cái chiến trường này, chúng ta sẽ thấy được người ta chơi tiêm kích nào, chơi tiêm kích gì và phối hợp sĩ quan như thế nào, bằng cách là chúng ta để ý khi mà các cái sĩ quan nó lộ ra, chúng ta sẽ thấy có biểu tượng mặt sĩ quan ở đây và mình sẽ thấy được rằng là các tiêm kích thì họ sẽ triển khai sĩ quan là gì. Và như ở đây chúng ta thấy họ sử dụng các cái đơn vị sĩ quan rất rất mạnh ở trên đơn vị tiêm kích mạnh nhất có thể, ví dụ như 9.0, 9.1. Sau đó là hầu như mình nhìn thấy là họ triển khai phù thủy, họ chơi phù thủy cho tiêm kích nhé. Còn sĩ quan phụ thứ hai thì còn tùy thuộc, có những người chơi thì Heaven, còn có những người chơi thì thêm một sĩ quan về tấn công, hoặc là cũng có những người chơi về thiên về sĩ quan về phòng thủ nữa, tức là hai con phòng thủ để lao vào nhờ. Còn đâu thì phù thủy là một trong số những cái lựa chọn mà không thể thiếu đối với cả hai bên. Anh em có thể nhìn thấy đây, có những người chơi thì chọn chim ưng, còn có những người chơi thì chọn các cái sĩ quan khác, nhưng đều là chọn phù thủy cả để nó tăng cái độ trâu chó ở trên không khi mà anh em tham gia không kích ở trên chiến trường. Ok. Đấy là cái cách mà chúng ta xem các trận đánh, chứ không chỉ xem nó mãn nhãn không thôi, mà anh em cần phải học tập. Tức là nếu mình chơi sau người ta thì mình xem người ta đánh, thì mình ngoài cái việc học về chiến thuật, học về cách cầm tập đoàn quân, thì mình cũng có thể để ý xem là những người chơi boss, cái boss người ta nâng những sĩ quan gì, và mình sẽ cover, mình sẽ tập trung nâng vào những sĩ quan đó. Bởi vì boss thì họ đã test tất cả những sĩ quan rồi, và khi mà cuộc chiến tổng thể lớn nó diễn ra thì họ sẽ phải đưa những cái cặp bài mạnh nhất ra. Vậy thì cặp bài mạnh nhất họ đưa ra là gì, để mà mình nhìn vào đấy thì đa phần trong cuộc chiến mình thấy người ta triển khai cái gì thì mình học theo, và từ đó mình nâng sĩ quan theo. Chứ còn mình nâng bừa phứa, anh em newbie mà nâng bừa phứa thì khả năng thoạt rất là cao, bởi vì mình yếu, mình rất yếu trên chiến trường. Đây, anh em có thể nhìn thấy tiêm kích họ chơi trên này nhá. Đấy, đa phần đều chơi phù thủy nhá. Còn cái cặp sĩ quan thứ hai mình không biết, nó lộ ra thì nó không xuất hiện, nó không giống lục quân, cho nên mình khó có khả năng nhìn thấy được. Đấy, còn chỉ nhìn thấy sĩ quan đầu tiên thôi. Nhưng có người thì chơi sao chổi kim ngân, có người chỉ chơi chim ưng thần tốc. Đấy, có người thì chơi bóng ma địa cực, nhưng đa phần mình thấy là đều là chơi phù thủy cả nhá. Bên nào là có tiêm kích khỏe là bên đấy thắng. Chúng ta hãy nhìn tiêm kích của thập nhất đây này. Đấy, theo cái con trỏ chuột của mình, tiêm kích thập nhất đang là hơn 40 triệu, bây giờ còn có 37 triệu thôi. Anh ta đang triển khai cặp sĩ quan là đây phù thủy nhá. Đấy, phù thủy. Còn màu của đơn vị máy bay thì có lẽ là anh em cần phải pause lại cái video clip này để chúng ta xem màu đơn vị máy bay. Đấy, để xem là người ta chơi cái đơn vị tiêm kích nào, của phe nào. Đấy, để anh em chúng ta cũng có thể chơi thử theo nhá. Đó. Rồi, phần cuối của clip thì mình sẽ giới thiệu về chương trình hội viên của mình. Thì đây là một trong số những cái tính năng của YouTube mở ra cho các chủ kênh channel khi đạt được mốc nhất định thôi. Thì cái chương trình của mình đang để ba cái mức giá là Silver là 30.000 một tháng, và Gold là 60.000 một tháng, và Diamond là 75.000 một tháng. Thì mỗi một mức như thế này thì anh em sẽ có được những cái đặc quyền liên quan đến cái việc là có một số video clip độc quyền mà chỉ có hội viên mới được xem thôi. Đấy, giống như là mấy cái video clip này là chỉ dành cho hội viên. Và có một số các độc quyền khác liên quan đến cái tính năng cảm ơn hội viên, hoặc là các cái sticker trong quá trình mà anh em tham gia chat rồi tham gia live stream của mình. Rồi với mức Gold thì chúng ta sẽ có được thêm những cái thứ như là chăm sóc 1-1 ở trong trò chơi game. Bất kể một cái vấn đề gì anh em đều có thể hỏi mình và mọi thứ trong trò chơi game, và mình sẵn sàng trả lời cho anh em vào bất kỳ lúc nào. Và cuối cùng là mức cao nhất là Diamond, thì chúng ta sẽ có một vài cái hình nền độc quyền cũng như là các hàng
hóa giảm giá ở trong game lẫn ngoài game. Và thỉnh thoảng mình sẽ có một vài các cái chương trình giveaway, những cái phần quà liên quan đến quà hiện vật ở ngoài game dành cho những anh em về hội viên của mình nhé. Thế thì ở trên đây chỉ là những cái con số tiền nó rất nhỏ thôi, và nhưng nó là một cái niềm động viên khích lệ rất lớn dành cho chủ kênh cũng như là dành cho bản thân mình, để mình có thể ra thêm được nhiều video clip hơn nữa về cái trò chơi game WebHard, và mình cũng có thể chăm sóc được anh em được nhiều hơn nữa nhé. Thì nó chỉ bằng một cái cốc cà phê anh em mời mình, coi như là chúng ta gặp nhau nói chuyện, trò chuyện và biết đến nhau. Ok, thì mình cũng cảm ơn anh em, tất cả những anh em hội viên đã đăng ký hội viên của channel của mình và luôn luôn ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Rồi còn bây giờ có lẽ là phần cuối của clip, nên mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Cái video clip này mình định đưa vào trong cái chương trình hội viên đấy, nhưng mà thôi thì mình bóc link cho anh em để chúng ta có những cái nguồn để chúng ta phát triển cộng đồng của chúng ta hơn. Ok, rồi còn bây giờ xin chào, goodbye.